Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Mình tên Pasqua. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Mình tên Siri. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì vào đầu video các bạn hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo cũng như là các em nhỏ mồ côi bên núi Châu Phi mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay là cuối tuần chủ nhật. Thì như hôm qua hôm kia mình vào đây cũng thấy là các em nhỏ là rất nhiều mà không có người cắt tóc ấy, cứ bố mẹ nó tự cắt bằng cái lưỡi dao téo này mọi người nhé. Thì hôm nay mình quyết định là đầu tư đấy 3 cái máy này cũng như là khăn choàng là vào cắt tóc cho mọi người. Mình và bạn Xóa hồi đánh này là con của bác trưởng thôn đã với cô ta về đấy sẽ cắt cho tất cả các em, số lượng các em nhỏ rất nhiều mọi nhé. Thì vào đấy là gọi tất cả các em đến đây đấy. Phía mà tù kia Liga xin lên rồi. Đấy, mình cũng có đéo là máy nổ đấy, dây điện vào là kéo máy nổ từ xa thì máy phát điện đấy để bắt đầu cắt tóc. Chào đi cả. Anh lên luôn tiền nữa xem đi. Nó mới được. Ôi, anh đúng rồi, ai ấy lên. Cái đằng sang này. Ai. Ôi, tôi. Ôi, tôi mà bớt. Này nào. Tú mà bớt. Será que estamos ligados ahí? Vamos, cara. Te da cuenta, yo me. Ana me lo voy a tener. Te van a cama, güey. Ah, ah. Lo ya puto. Pregunta él que cota como caballo o boi o qué. ¿Qué parte cota? O peso o camacacu. Vamos ficar careca, careca. Como, cavalo. Comi, comi como. Careca. Así de lado así. Não, ele quer mesmo botar mesmo. Eu venho mesmo. Ah. Fica cavalo, fica bonito. Ah, quer cavalo? Não. Cavalo. Qual foi malandro? Mané? Isso. Eu vou pro candão. Vamos aqui a pé. Eu tenho uma máquina. Olha pra como passa. Porque eu vou. Tôi chơi này chơi. Tôi bari cái gì xảy ra rồi này. Cái gì vậy này? Đi sạc ya. Imagina. Normal, eu escolhi uma máquina boa também. Tôi muốn cái đồng này 아, 만나면 내려와서 뭐. 아, 대박. 나한테 이제 와서 나서잖아. Sampai satu dua hari. Apalah? Đâu toàn đất cát cả vào nghe. Chà, tu đùa rê à? También. Oh. Đấy, cắt tóc này cũng dễ thôi mọi người nhá, chỉ cứ cong cái máy lên này là cứ ủi ủi thế là tóc nó đi hết sạch mà. Bên này người dân cắt tóc là chữa đó, cứ ủi tóc hết. Đấy. Tí nữa mình cũng sẽ để cho những anh thanh niên ở đóng bản này là cầm cái máy này cắt, đấy, vừa cắt là vừa học luôn. Đấy. Đâu toàn cát mọi người. À, thế đâu nè chị. Đấy, toàn nghịch cát đấy nè. Đâu toàn cát cả. Chà. No, para aqui uma hora. Rất nhiều em nhỏ mọi người. Otro. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. É, fica assim, tá bom. Đấy, còn anh này còn mở nó biết cắt tóc mọi người nhé. Đấy, thì mình để cho anh này cắt luôn để cho nhanh. Vừa nói chúng là vừa học hỏi đấy, vì tóc bên này cắt từ bỏ cái máy này ủi thế này mà. Bên này cứ ủi thế này là đâu nó hết tóc ấy, chỉ còn lại đất và cát mọi người nhé. Đấy, vì đâu toàn đất cát cả này, rồi cũng như là nấm mốc này. Về cái gì này, nghe em này này cái gì kìa đấy nha, đâu em này là nấm mốc, nhiều người có xe về em này vậy này chà, vì cứ đất cát chơi vậy đó, có tắm rửa gì đâu, nước không có mà nước không có nên vậy. Đấy, bên xóa là cũng không biết cắt lắm mọi người nhé. Em này để cho các anh ở trong này cắt. Mấy khi mà được cầm máy cắt tóc thì ở trong này cứ cắt bằng cái lưỡi dao tém. Aqui? Oh, saiu. Tá bom. Đấy mọi nhé, đấy, cùng tất cả các em nhỏ là cắt rất nhiều, đùng cùng đang còn rất nhiều em đang đi chơi, trở về thì ngày mai sẽ cắt tiếp. Đấy, ngày mai đưa máy vào mình cắt vậy thôi, còn không quay nữa, hôm nay là đấy, cắt rất nhiều. Đấy, mà tu đủ cả đây cả. À quên, cắt xong tóc là cũng phải có qua mọi người nhé. Đấy này, keo mút này, đấy, cắt xong là phải có qua. Đấy, đã đến cắt tóc rồi nó còn phải qua. Đấy, các bạn trẻ mà là phải về mọi người nhé. Đâu mà, à em đây này. Hôm nay hôm qua là đốt nhà, thủ phạm đốt nhà của bố mẹ mọi người. Nào vai cái ma mai cả giờ chứ. Tôi mà đôi màu. Thì mà tôi đủ cả đây cả. Fika soai. Fika này nên ngay sai. Máy về này hơi cay. Turu karega máy về thì nó kê đi. Bây nó tên na đây. Cùng cắt con thiểu nhưng nhóm ngày mai sẽ cắt tiệp, nhóm mãi mẹ vào sẽ cho ban xóa cắt tiệp mọi người nhé. Cũng như là những anh thanh niên đây là sẽ cắt tiệp. Đấy, con mấy cái này thì tí nó sẽ cho những em mẹ gái mọi người nhé, mình cũng sẽ vào múa tiệc và cho cả em mẹ gái đấy. Con mẹ ra con thì đấy mọi người nhé, thì hôm nay là mình vào đấy, vào bản mới của mình cũng là đem mẹ vào và cùng các anh thanh niên ở trong thôn là giúp đỡ là cắt tóc cho cả em nhỏ mọi người nhé, vì để này tóc cắt bằng cái lưỡi dao tém đấy. không sạch mà cắt thế này cho sạch. Còn nấm bành hay cái gì đấy gì để về tắm rửa đó nó sạch. Có rất nhiều em luôn, đâu còn nấm mọi người nhé. Nó cắt tất cả rất nhiều, cùng 3-40 em, 3-40 em đấy, rất nhiều. Đấy, thì video này thì mình cùng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hay, video có nghĩa hay thì hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Ca Vlog cuộc sống ở Châu Phi để ủng hộ mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ ở miền núi Châu Phi cũng như các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi mọi người nhá. Chào các bạn.